Đây là máy tiếp VK6000R, dòng máy số cũng khá cao, máy hai học băng. Máy có đầu tự xoay cho anh em sang từ A qua B. Hôm nay mình chia sẻ cho anh em một cái trường hợp đó, và cũng khá nhiều anh em cũng quan tâm nhưng mà ít để ý. Nên là quan tâm tới những người họ họ đang có máy hai học thì thường họ sẽ quan tâm đến mức này. Thứ nhất là cái tốc độ sang băng chậm. Cái tốc độ sang băng chậm thì chúng ta dùng cái băng test này, có nghĩa là chúng ta test và căn chỉnh thôi. Ví dụ chúng ta canh học A và học 1 và học 2. Ví dụ như chúng ta bật lên chúng ta cân thì nó sẽ ra được cái tần số 3000. Ta vặn cái này nè. Cái tốc độ thôi. Vặn cái tốc độ này nè. Nó sẽ có cái tốc độ đây. Là tốc độ chậm, lâu. Nó để trên mạch luôn. Là tốc độ lâu này. Lâu và 2. Thì cái này nó lên 3000 thì mình sẽ căn chỉnh nó lên 3000 thì ok rồi. Nhưng cái học này nè, còn cái học 2 cũng vậy á. Thì khi chúng ta sang ở cái tốc độ chậm á, này 2 này cũng vậy thôi. Nó cũng tương đương nhau thôi. Đó, 3000. Nhưng khi cái khó nhất là khi ở tốc độ nhanh thì làm sao? Khi tốc độ nhanh thì nó sẽ có hai cái quyến trở chạy cùng tốc với nhau. Có nghĩa là thằng này phải chạy đúng, thằng này phải chạy đúng thì hai thằng này nó mới trùng khớp. Vậy làm sao để cái tốc độ nhanh nó đúng? Thì chúng ta buộc phải dùng băng 3000 này ghi vào một cuốn băng này. Xong, chúng ta lấy cuốn băng này bỏ lên một đầu phát nào chuẩn tốc độ có qua clock, là những cái đầu nó là không có sai tốc. Thì chúng ta kiểm tra nếu nó ra đúng 3000 thì nó là đúng. Khi chúng ta sang nhanh thì nó sẽ không bị sai lệch, chứ còn không thì nó sẽ bị sai lệch. Cái này 100% là nếu không dùng máy đo, không cân chỉnh lại thì sai tốc toàn bộ. Riêng máy hai học nha. Bây giờ chúng ta thử đi. Mình sẽ sang tốc độ nhanh. Đây, nó đang chạy tốc độ nhanh. Thì khi mà ra cuốn băng bên này mà ghi ra mà để nó phát ra được 3000 trên đầu khác á, có nghĩa là trên đầu này là tốc độ chuẩn rồi. Chứ còn nếu mà nó tự ghi xong nó tự phát lại trên đầu này thì chắc chắn là 3000, cho dù nó nhanh hay chậm. Bởi vì á là khi cái tốc độ nhanh á là nó ghi nhanh, nó ghi của nó xong rồi nó phát lại thì chúng ta sẽ không nhắc đến. Không không, nếu mà có tốc độ chậm mà chuẩn rồi thì tốc độ nhanh mà phát lại 3000 thì cũng xem nó là ok rồi. Đây, đang ghi tốc độ nhanh nhé. Chúng ta có thể nghe tiếng này, đó. Nó đang chạy rất là nhanh. Bây giờ chúng ta tua lại. Bởi vì cái này để kiểm tra tốc độ nhanh cho nó đúng nha, chứ không là trớt quất luôn á. Rồi. Nó phát lại đúng 3000 kìa. Nó tự phát lại tốc độ chậm đúng 3000 là tốc độ nhanh nó ghi chính xác. Cái này phải chỉnh cái tốc hai cái này nè, cho nó điều tốc độ sang nhanh cho nó chính xác, chứ không là sẽ trớt quất luôn á. Giờ chúng ta thử lên đầu khác này. Đầu này là đầu tốc độ chuẩn rồi, ra đúng 3000 kìa. Đó, thấy chưa? Như vậy là tốc độ nó rất là chuẩn. Cho anh em về cái này sang băng tốc độ nhanh rồi cho nó vui, chứ không anh em cứ mua tầm bạn bà bên ngoài hai học băng về sang không đúng đâu. Anh không có máy đo thì anh mình canh cỡ nào cũng không gì đúng chính xác được. Nó chỉ đúng mà tương đối thôi, nằm ở mức tương đối thì chứ không chính xác được. Cái này phải lưu ý nha, lưu ý hai học băng là tốc độ nhanh, tốc độ chậm thì chúng ta có thể cân bằng máy đo với lại băng test rồi. Tốc độ nhanh thì chúng ta cứ bỏ băng test vào, sang qua bên này lấy băng này bỏ lên đầu khác phát thì nó sẽ ra được 3000 thôi, 3 ký thôi. Con máy này nó sang băng cũng nó chạy một cùng lúc hai cuốn luôn. Chúng ta có thể sang biểu diễn chơi chơi bằng HF đi nhé. Này cũng chơi HF luôn. Bây giờ tốc độ nhanh thì ghi cùng lúc hai cái thì chúng ta bấm chỗ này, reset này, reset panel gì đây thì nó sẽ nhanh sang cùng lúc. Cái máy này là kiểm tra azimuth, thì azimuth thì mình đã chia sẻ vài cái con máy khác rồi, nó cũng tương tự thôi. Còn tốc độ thì cũng đã chia sẻ rồi, bây giờ chúng ta chỉ ghi qua cũng băng ngay sao thôi, còn mọi thứ đều đúng hết rồi. Rồi chúng ta nhắn thôi. Ghi này đi, ghi tới số 0 này.
đêm xa lạnh, bỗng nghe âm một tình thương trong tim. Cái máy này không biết sao mà cứ game lần hai học băng á, giống như nó bị thiếu nguồn á, nó cứ nghẹt nghẹt à. Nhưng mà khi tua hát lại bình thường đây này. Một cơn gió khơi thiên ngày qua, nhớ lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp chăng. Ok, tôi nghe lại coi. Khơi chuyện ngày qua, nhớ lúc xa xưa. Rất hay. Nhớ lúc xa. Thì chúng ta bỏ hai cuốn băng này, một cuốn này lên trên, cuốn này phát coi thế nào, xong lấy cuốn kia nữa. Chung là cũng đã ghi phát là tốt rồi, tốc độ chuẩn hết rồi. Tôi có người em tuổi đẹp chăng trời. Ok, ghi quá tốt, chúng ta lại bỏ vào đây. Chúng ta lấy cuốn này coi. Tốc độ rất là chính xác rồi, 4.76 cm/s. Cả hai học băng đều ghi giống nhau hết. Chúng ta nghe lại thôi. Không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Ok, nghĩa là ghi cùng lúc hai học chạy rất là ngon. Đó. Trước mà nhưng mà là khi mà ghi hai học á, thì cái có cái tiếng nó hơi ra nghẹt nghẹt xíu nha, cái này phải nói trước, nhưng mà nó vẫn chạy ổn định hết, nó ngon nè. Nhưng mà ghi làm rề á thì rất là hay, anh em có thể dùng nó để làm rề, ghi một học thì rất là hay. Đây nè, chúng ta bấm rét đi. Hai học rất là hay, nó chỉ là lúc mà làm lúc chạy rề ra nó hơi nghẹt nghẹt xíu thôi, còn lại nó hoạt động tốt hết. Nè, tôi lại nghe thôi nè. Hai học, tôi bỏ vào này phát thử thế nào. Azimuth đúng hết rồi nhé, tại vì mình cân bằng máy hết rồi. Ok, rất nét, hay lắm. Chúng ta sang từ A và B với tốc độ nhanh thêm thế nào nhé. Đây là ok rồi, bởi vì lúc bạn chơi thôi, vừa chơi làm về là ngon thôi. Tốc độ nhanh này. Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếm giang hồ vương bên đợi.
Ok, bản copy này. Ok, tốc độ chuẩn 100% rồi, không phải sai lệch nữa. Máy đo thì đúng sướng rồi. Chúng ta bỏ lên cái bản, cái này bản copy nè. Cho lòng nhớ chúng ta bỏ cái bản gốc rồi, hôm nay bản copy chúng ta bỏ bản gốc này. Mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai, ngày chia tay hôm nào còn. Đó, bản copy cũng được 90 với bản gốc rồi nè. Nước trên sông hương còn đầy, tình đã xa, gió mưa u hoài mặt. Cần chỉnh mấy máy này cực lắm, tại vì canh nó nhiều thứ lắm, azimuth rồi tốc độ rồi playback rồi bias rồi lum, nói chung là khá nhiều thứ mà giờ nó cũng đã ngon rồi, đầu tư cũng còn là đẹp, anh em có thể tham khảo sơ qua. Giá nó mềm nhũn nhũn về làm rìa chơi cũng được, hoặc là mượn cũng bằng gốc nào về sang đánh qua chơi cũng ok, cái gì đâu, máy đâu có đắt tiền đâu, mặt thì làm kỹ, ok. Rồi thôi, có sao dùng vậy. Thì cảm ơn nha.